Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về phân loại AI. Và trong cái phân loại này, chúng ta sẽ xem được chúng ta sẽ nghiên cứu AI ở cái loại nào. Phân loại thì có nhiều cái cách để phân loại. Và nó thường nó sẽ phải căn cứ vào một cái gì đó. Từ cái căn cứ đó, chúng ta đưa ra cái phân loại khác nhau. Ở phần này chúng ta sẽ căn cứ dựa theo cái khả năng của cái thiết bị của AI á, trí tuệ nhân tạo á, xem khả năng của nó làm được cái gì. Và dựa theo cái khả năng của nó, ta phân ra thành 4 loại. Như vậy là có 4 loại AI. Loại thứ nhất là cái loại mà cái khả năng nó ít nhất. Nó gọi là AI phản ứng. Loại này nó sẽ phản ứng lại, có khả năng phản ứng trước các cái kích thích. Nhược điểm của cái loại AI phản ứng là nó không thể học được và nó không có cái trí nhớ. Cái loại AI phản ứng này thì mình thấy nó giống như là nó là trí tuệ, đúng không? Trí tuệ, nhưng mà nó giống như là trí tuệ của động vật vậy đó. Nó có thể có những cái phản ứng trước các cái kích thích, đúng không? Nhưng mà nó không thể nào mà nó học được, không thể nào có trí nhớ được như con người. Cho nên là cái AI phản ứng này nó giống như là trí tuệ nhân tạo, nhưng mà nó giống với trí tuệ của động vật nhiều hơn là trí tuệ của con người. Rồi sang cái AI có cái trí nhớ hạn chế thì bắt đầu nó giống cái trí tuệ của con người này, và nó có khả năng là học và ghi nhớ, có khả năng vận dụng các cái kinh nghiệm để ra các quyết định cho hiện tại, cho tương lai. Thì một cái nhánh nhỏ, một cái nhánh của cái AI á, gọi là machine learning á, deep learning á, hai cái này nó cũng đều thuộc ở trong cái AI mà có cái trí nhớ hạn chế này. Thì đến cái phần thứ hai này này, cái phân loại thứ hai này á, thì ta thấy là AI này nó đã có thể học được rồi, nó giống như con người, ta có thể học được để ghi nhớ được và vận dụng những cái kinh nghiệm ra quyết định được. Có một đặc điểm là cái AI này á, nếu mà khi nó học á cho một cái lĩnh vực cụ thể nào đó, và nếu mình cung cấp đủ dữ liệu cho nó học, thì cái khả năng học của nó rất là nhanh, nhanh hơn con người chúng ta. Loại thứ ba là AI có tâm trí. AI có tâm trí có nghĩa là nó sẽ nắm bắt được cảm xúc, động lực, ý chí của cái đối tượng mà nó giao tiếp, của con người chúng ta ấy. Và nó có khả năng là tương tác được về mặt xã hội. Như vậy đến cái loại AI thứ ba này thì ta thấy là nó ngoài cái khả năng nó phản ứng được đấy, nó ngoài khả năng nó có cái trí nhớ, có thể học, ghi nhớ, vận dụng kinh nghiệm được, thì đến bây giờ nó có thể nắm bắt được cảm xúc, nắm bắt được cái ý chí, động lực của cái người mà tương tác với nó, và nó có thể tương tác được về mặt xã hội nữa. Thì đến cái chỗ này ta thấy là cái AI này khi mà chúng ta buồn á, thì nó có thể biết được chúng ta đang buồn, và có thể nó sẽ thực hiện một vài cái động tác nhảy múa nào đó để chúng ta vui lên chẳng hạn, hoặc là kể một vài câu chuyện vui chẳng hạn, chúng ta vui hơn, hoặc là để động viên an ủi chúng ta. Như vậy để cái AI có tâm trí này nó có thể trở thành một người bạn, bầu bạn của chúng ta được, chia sẻ các cái cảm xúc vui buồn đối với con người. Tuy nhiên thì cái AI tâm trí này hiện tại vẫn là một cái niềm mơ ước thôi. Chúng ta vẫn chưa có đạt được những trình độ này, chưa có những cái AI có cái khả năng này. Và hiện tại chúng ta mới dừng đến AI có trí nhớ hạn chế. Tức là cái giai đoạn đầu là AI có phản ứng đã xong rồi, đã có những cái này rồi.
Sau đó thì có cái AI có trí nhớ hạn chế, tức là có thể học, có thể ghi nhớ và vận dụng kinh nghiệm được như con người chúng ta. Và cái phát triển mạnh mẽ nhất là cái trong cái AI có trí nhớ hạn chế, đó là cái machine learning và cái deep learning. Hai cái này, hai cái điểm phát triển rất mạnh bây giờ. Còn cái AI có tâm trí thì hiện tại chúng ta chưa có. Cái thứ tư nữa là AI tự nhận thức, là loại AI cao nhất, là nó có khả năng là tự nhận thức được, tức là nó cũng giống như con người chúng ta, có thể tự nhận thức được cảm xúc, các trạng thái vui buồn đấy, ở bên trong bản thân của nó, nội tại bên bên trong nó. Thì nếu mà ta đạt được cái AI tự nhận thức ấy, thì ta sẽ đạt đến một cái gì, một cái thiết bị trí tuệ nhân tạo mà nó giống hệt một con người đấy. Và lúc đấy nó có thể xảy ra cả cái hiện tượng kiểu như là cả cái con người thì có tình yêu giữa người với nhau đấy. Thì lúc đấy ấy, cả cái thiết bị AI này nó cũng có thể xuất hiện một cái tình yêu giữa các cái thiết bị đó với nhau, hoặc là thậm chí là xuất hiện tình yêu giữa một thiết bị AI với một con người đấy. Và lúc đấy thì các cái phân giới ấy, giới tính cho cái AI này nó có thể là trở thành một cái chủ đề mới, AI có giới tính nam, giới tính nữ đấy, hay là giới tính thứ ba đấy. Và lúc đấy đó cái tình yêu nam nữ nó sẽ trở nên mình khó quá mà mình phân biệt được, đúng không? Bởi vì có thể là cái người yêu của mình lại là một cái thiết bị có trí tuệ nhân tạo ở bên trong. Ngoài cái phân loại thì nhà bốn loại này có một cái phân loại nữa cũng dựa theo khả năng, nhưng mà người ta phân thành ba loại. Loại thứ nhất là AI hẹp, AI hẹp thì người ta nhập nhập hai cái loại đầu này, AI phản ứng và AI có trí tuệ hạn chế này, nhập lại thành một đấy. Và khi mà nhập lại thế này thì nó tạo thành một AI gọi là AI hẹp. Thế thì cái năng lực hiện tại của chúng ta á, về AI, sự phát triển của AI hiện tại á, nó mới đến cái mức 1 và mức 2 này, thì tức là nó vẫn ở trong cái AI hẹp này này. Rồi cái loại 3 và 4 này thì người ta nhập lại, nó tạo thành một cái AI tổng hợp. Tổng hợp tức là gồm AI có tâm trí và tự nhận thức này này. Thì khi mà ta đạt đến AI tổng hợp thì có nghĩa ta đã có một thiết bị AI nó giống hệt một cái con người. Nên là 3, 4 nó nhập lại thành AI tổng hợp. Và cái loại thứ ba trong cái phân loại này á, gọi là siêu AI, giống như là người ta có các cái siêu nhân vậy đó, trong các cái bộ phim hoạt hình ấy, hoặc phim viễn tưởng là có các siêu nhân. Thì đến đây người ta cũng hy vọng rằng sau khi đạt được cái AI tổng hợp này này thì sẽ chế tạo được các cái siêu AI, là những cái siêu nhân. Và lúc đấy thì cái thế giới nó phát triển đến cái như thế nào thì đang chưa hình dung ra được, nhưng mà cái hiện tại á thì AI nó mới chỉ đạt được ở chỗ là AI hẹp này, tức là ở mức 1 và mức 2 này, chưa đạt đến cái AI tổng hợp và cái siêu AI này. Một số các cái ví dụ về AI, những cái thành quả đạt được, điểm qua một vài cái thành quả mà có cái tiếng vang, ví dụ như là cái thiết bị Deep Blue của IBM. Deep Blue là cái gì? Rồi AlphaGo của Google. Watson của IBM. Xbox One đấy của Microsoft. Ta sẽ tìm hiểu xem là những cái này nó đã về mặt trí tuệ và so sánh trí tuệ của họ, của những cái này đối với con người, thì nó đã phát triển như thế nào, đạt được cái mức độ như làm sao. Đầu tiên là Deep Blue, nó là một cái máy tính chơi cờ. Cờ này là cờ vua nhé, do IBM phát triển. Nó được biết đến như là một hệ thống cờ vua máy tính đầu tiên giành được
cả một trò chơi cờ vua. Đấy. Và nó có một trận đấu cờ chống lại nhà vô địch thế giới. Đấy. Và nó chơi giữa cái sự kiểm soát thời gian như bình thường mọi người chơi ấy, tức là nó chơi cờ vua với một người mà họ đang vô địch cờ vua thế giới lúc đó. Và Deep Blue này nó đã chiến thắng. Trận đấu này nó là trận đấu nó chiến thắng với một nhà vô địch vào ngày 10 tháng 2 năm 1996. Người bị đánh bại ở đây là Gary này, Kaskov. Trong trận đấu một trong sáu trận đấu. Tuy nhiên thì sau đó thì Kasparov này nó lại ông lại giành được 3 điểm và ghi được 2 trong 5 trận sau. Đấy, và lại đánh bại ngược lại Deep Blue này với tỷ số chung cuộc là 4-2. Nhưng sau đó thì người ta nâng cấp cái Deep Blue lên và tái đấu lại vào tháng 5 năm 97. Và lần này thì Deep Blue đã thắng được cả 6 trận và giành chiến thắng tuyệt đối. Đấy. Và trở thành hệ thống máy tính đầu tiên đánh bại nhà vô địch thế giới trong một trận đấu theo chuẩn thời gian kiểm soát cờ vua. Và có một cái sự kiện là sau đó thì Kasparov này cáo buộc là có sự lừa dối ở đây và yêu cầu một trận tái đấu, nhưng mà IBM thì từ chối. Đây là hình ảnh của cái Deep Blue tại bảo tàng lịch sử máy tính. Tiếp theo là Watson. Đấy, Watson là một phần mềm trí tuệ nhân tạo, là một chương trình phần mềm trí tuệ nhân tạo do IBM phát triển với mục đích là đưa ra lời đáp cho câu hỏi nêu lên bằng ngôn ngữ tự nhiên. Vào năm 2011 thì Watson đã tranh tài trên chương trình hỏi đáp truyền hình. Đấy. Và trong cuộc so tài này có hai trận tính điểm chung được phát sóng vào ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 và Watson đã thắng cả Brad Rutter. Người này là người chiến thắng nhiều nhất, nhiều tiền nhất mọi thời đại trên chương trình này, chương trình này. Và Ken Jennings, người có cái kỷ lục là quán quân lâu nhất của chương trình. Và Watson đã chiến thắng cả hai người này và giành được giải thưởng là 1 triệu Mỹ kim. Như vậy ta thấy là một cái thiết bị có trí tuệ nó ứng dụng trong một cái lĩnh vực cụ thể, hạn như chơi cờ đúng không? Thì nó đã hoặc là tranh tài ở trên các cái chương trình truyền hình thi thố tài năng á, thì một cái thiết bị có trí tuệ nhân tạo nó đều giành được chiến thắng, tức nó thể hiện được một cái trí tuệ tốt hơn những cái người mà đang chiếm giữ những kỷ lục lúc đó. Rồi người ta có còn chế tạo và ví dụ Xbox One là một cái máy chơi game cầm tay sản xuất bởi Microsoft. Hoặc là một cái robot cấp, người ta hy vọng rằng là một ngày nào đó thì có thể chế tạo ra được một đội võng robot và sẽ đưa cái đội này đi đấu với cái đội vô địch World Cup, đội bóng đá, để xem thử là cái đội robot này, mấy robot mà có cái trí tuệ nhân tạo này đấu với một cái đội bóng vô địch World Cup thật á, để xem thử cái đội nào sẽ giành chiến thắng. Đây có một số bài toán điển hình áp dụng cái phương pháp trí tuệ nhân tạo. Một là nhận dạng mẫu, là nhận dạng chữ cái quang học, nhận dạng là chữ viết tay, nhận dạng là tiếng nói, nhận dạng khuôn mặt, hoặc là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dịch tự động đấy, hoặc là các cái chatbot điều khiển phi tuyến, hoặc là robot đúng không? Hoặc là thực tế ảo, hoặc là xử lý ảnh, lý thuyết trò chơi, lập kế hoạch, trò chơi trí tuệ nhân tạo, computer game board, hay một số các cái bài toán điển hình mà người ta áp dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo vào để xử lý.